Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta cách vẽ tòa nhà Bitico huyền thoại bằng PowerPoint nha. Đầu tiên, chúng ta sẽ vào Insert và vẽ hình chữ nhật cắt hai góc, sau đó chỉnh điểm vàng để góc nhọn hơn. Chúng ta nhấn chuột phải mở Edit Point và kéo cắt điểm ở góc để tạo nên hình dáng của Bitico. Riêng góc dưới bên trái sẽ có hai điểm trùng nhau, chúng ta nhấn chuột phải để xóa bớt một điểm rồi kéo điểm trắng để tạo nét cong cho tòa nhà. Điểm ở cạnh trái chúng ta kéo cong nhiều hơn để tạo phần đỡ cho mái hiên. Bước kế tiếp, chúng ta vẽ một hình elip để làm mái hiên. Rồi chọn cả hai hình khối vào Shape Format và Merge và chọn Union để gộp hai khối làm một. Sau đó chúng ta vẽ một hình vòng tròn. Chỉnh điểm vàng để mỏng lại. Xoay 15 độ và di chuyển sao cho cắt qua phần trên của tòa nhà. Rồi vào Merge chọn Subtract để tạo nên vệt cắt khiến khối nhà đỡ bị đơn điệu. Cuối cùng, chúng ta vào Shape Fill chọn Gradient để tạo hiệu ứng chuyển màu giúp tòa nhà trở nên sống động hơn. Và đây là kết quả cuối cùng của chúng ta. Hơn thế nữa, với animation của PowerPoint, chúng ta hoàn toàn có thể tạo nên một khung cảnh Sài Gòn tràn đầy sức sống. Cùng tham gia khóa học thiết kế PowerPoint sáng tạo của Niceline để khai phá toàn bộ sức mạnh khổng lồ của PowerPoint qua giáo trình chuyên sâu cùng bộ công cụ ưu việt nhất Việt Nam hiện nay của Niceline.